Trong ngày hôm nay 15 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm cùng chú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bị cáo bị buộc tội đã có hành vi phát tán, chia sẻ nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, gây hoang mang trong nhân dân. Theo cáo trạng, vào các ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và công an thành phố Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, lợi dụng mạng xã hội Facebook, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã thực hiện việc phát tán các video, đăng tải các bài viết, trạng thái, chia sẻ trên tài khoản cá nhân Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Tâm Dương Nội, các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm. Những thông tin và nội dung phát tán, chia sẻ này đã xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín danh dự của người khác, gây hoang mang trong nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước, đe dọa phá vỡ sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tòa đã tuyên phạt hai bị cáo Trịnh Bá Phương 10 năm tù và Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Phương 5 năm, quản chế bị cáo Tâm 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù.